con thấy nó hay và học hỏi được nhiều điều. Con có cái định hướng và hình mẫu sống tốt để noi theo. Người trẻ như tôi thì cần giá trị sống, lý tưởng sống tốt đẹp. Mà điều đó thì tôi thấy ở chuyện vĩ nhân của bộ sách này. Tôi đi làm về thì chỉ mong được cùng con nghe chuyện vĩ nhân để mà cha con cùng gắn kết với nhau và có cái góc nhìn dạy con bản lĩnh như các vĩ nhân. Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Cậu bé 9 tuổi chứng minh định lý Pythagore. Vào một buổi trưa nọ, cậu bé Albert Einstein 9 tuổi đang thẫn thờ buồn bã thì người chú đã đến trò chuyện để giải khuây với cậu ấy. Người chú kể cho Einstein về Pythagore, một nhà toán học vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại, rằng Pythagore đã ngồi 3 ngày 3 đêm để suy nghĩ về một vấn đề mà ông trăn trở. Người chú đã vẽ một hình tam giác vuông và nói: trong hình tam giác vuông ẩn chứa một điều vô cùng kỳ diệu, đó là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Điều này được Pythagore phát hiện và chứng minh. Nó đã trở thành một định lý vô cùng quan trọng trong toán học. Einstein tỏ ra nghi ngờ hỏi: thật không chú? Hay cháu thử làm Pythagore và chứng minh lại xem định lý này đúng hay không? Thế là từ giờ phút đó đến suốt buổi tối, Einstein không ngừng nghiên cứu để chứng minh cho bằng được định lý trên. Lúc thì suy nghĩ, lúc thì tham khảo sách này sách kia. Mẹ của Einstein không đành thấy con mình dằn vặt như vậy, đành khuyên con bỏ qua điều đó. Nhưng Einstein trả lời mạnh mẽ rằng: không đâu mẹ, con sẽ cố gắng và con sắp chứng minh được rồi. Đến giữa đêm, Einstein đã chứng minh được. Cậu rất vui sướng về điều này. Càng nghĩ về tam giác, cậu càng kinh ngạc về nó. Cậu nhận ra rằng định lý này không dễ biết được bằng trực giác hay mắt thường, nhưng có thể chứng minh được bằng những phương pháp đơn giản với một điều kiện rằng phải hoàn toàn tập trung và kiên trì, làm cho đến cùng thì thành quả sẽ đến. Từ đó, Einstein quyết định dành hết tâm huyết để nghiên cứu khoa học. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng nếu không có sự kiên trì học hỏi và nghiên cứu thì ta không thể tìm ra được những quy luật kỳ diệu vốn đã có sẵn trong đời sống. Khi đúc kết được sự vận hành của quy luật thì trí tuệ sẽ tăng trưởng. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Kiên trì học tập, kết quả là có trí tuệ hơn người, mọi người kính nể. Lười biếng học tập, kết quả không có trí tuệ, dễ nản và luôn gặp khó khăn trong công việc. Chúng ta hãy cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. Câu hỏi thứ nhất, cậu bé Einstein chứng minh định lý cho bằng được thể hiện đức tính gì? Câu hỏi thứ hai, nếu Einstein không kiên trì việc tìm hiểu và nghiên cứu thì kết quả gì sẽ xảy ra? Câu hỏi thứ ba, bạn có hay gặp những vấn đề khó khăn không? Và khi đó bạn thường làm gì? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.